tôi sẽ chỉnh một kiểu cho các bạn xem. Đây tôi sẽ cho cái đèn nó thấp xuống này, bấm vào đây, bấm giữ ở đây. Đấy, đèn nó thấp xuống. Đây kiểu số 2 này. Tôi sẽ bấm nhạc lại, chỉnh nhạc. Đây kiểu số 2 tôi chưa chỉnh nhá. Tôi bấm vào chỗ 6.3 là âm bass. Ấn nó số 3 là đây, nhấp nháy đây, bass đây. Tăng lên này. Tăng giảm đây. À tăng giảm bên này, giảm đây. Ấn lại 6.3 đi. Tăng đây. Đẩy bass lên. À đây giảm, nhầm. Cho bass lên này. Ấn tiếp 16 bass lên. 400 bass. Nó ngược nhau nha, bên này nó ngược này. Bên này thì nó thuận hơn này. 100 lên xuống 1k 2.5k nhập đây. Ấn vào kiểu số 2 đã. Đây 16k đi, lên cho tép lên 6.3k ấn lên này. Chất âm cực kỳ hay luôn. 1k lên. 400 lên. 160 lên này. 63. Đấy. Tôi ấn vào nút lưu này. Nút nhớ đây. Mở nó hiện như này. Tôi ấn vào số 1. Số 2 đi, đấy, lưu được kiểu số 2 rồi. Đấy. Số 3 chưa lưu. Mới lưu 1 2 kiểu rồi. 2 kiểu 1 và 2. Cho chơi tôi xanh. Đang đấu vào cái con đẩy của Đam của Nhật, giá 3 triệu này. Là tiếng Hàn nhưng mình tôi đã có hướng dẫn này, cứ gióng theo đấy mà dùng các bạn. Nó có 5 chế độ lưu, mình lưu 5 kiểu sẵn tự dùng thế thôi, chả có gì. Đây 1 6.3 là âm bass, 160 âm bass, 400 cả bass cả mid, 1k nó cũng là cả bass và mid. K nhiều này là âm tép rồi. Đấy thế thôi. Xin chào, hẹn gặp lại. Giá chuẩn 4 triệu 2.